Cái chuyên mục lề dân chủ ngày hôm nay sẽ là điểm tin nhớ là dân chủ cụi trong tuần vừa qua. Và đồng thời thông tin thêm một số tên đó là phản động thuộc tổ chức khủng bố Việt Tân bị là vừa bị Bộ Công an Việt Nam chính thức là bắt giữ và khởi tố. Đầu tiên, trong chương trình lề dân chủ ngày hôm nay sẽ gửi đến mọi người tiêu đề bài viết tổng hợp về các là thành phần dân chủ cụi ở trong nước. Trước tiên là tên Lê Đình Lượng có đại diện cho toàn bộ người Công giáo Việt Nam hay không? Ngày 16 tháng 8 năm 2018, tòa sơ thẩm đã tuyên án 20 năm tù giam vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 Bộ luật hình sự năm 1999 cho một người Công giáo là Lê Đình Lượng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát thì Lượng đã lôi kéo nhiều người gia nhập tổ chức khủng bố Việt Tân, đồng thời lợi dụng việc nhà máy thép của tập đoàn Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường để phát động phong trào biểu tình bạo động ở 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình năm 2016 và 2017. Các giáo xứ địa phương đã cung cấp là lực lượng chính cho các cuộc biểu tình bạo động vừa nêu. Vì vậy, một số tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã tận dụng kết quả phiên tòa để kích động mâu thuẫn của người Công giáo đối với nhà nước. Cụ thể, ngày 18 tháng 8, trang The South China Morning Post đã đăng một bài phỏng vấn có tựa đề Người Công giáo Việt Nam trái ý Trung Quốc và tất cả cộng sản của Bennett Murray. Trong bài này, Murray viết rằng dù người Công giáo chỉ chiếm 7% là dân số Việt Nam, họ đóng vai trò lớn trong các phong trào chính trị đối lập như phong trào biểu tình phản đối nhà máy thép Formosa. Chào Mai Dương. Phong trào biểu tình phản đối dự luật đặc khu kinh tế. Đổi lại, các nhà thờ bị phá hủy, các linh mục bị bắt và tôn giáo bị bôi nhọ. Để đưa ra các kết luận này, Murray đã phỏng vấn 4 người Công giáo tham gia phong trào chống đối là Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Ngọc và Lê Thị Xoan, con dâu Lê Đình Lượng. Cuối bài, Murray dẫn lời là Phil Robertson, người phụ trách là khu vực châu Á thuộc tổ chức Human Rights Watch, rằng nhà nước Việt Nam không thích giáo hội Công giáo vì giáo hội có tổ chức, có nguồn lực và khả năng huy động mọi người. Nhưng chắc có lẽ là đúng như cái tiêu đề của bài báo trên thì nội cái tên báo thôi cũng đã thấy nó sặc mùi là của những cái tên là chống cộng. Và trong đó thầy thầm thêm 4 cái người là được mời phỏng vấn thì ta nói ôi thôi toàn là những cái gương mặt phải nói là rất đình đám là phản động ở trong nước, chống đối chính quyền, những tên linh mục khoác áo đen để làm chính trị, chuyên gia là đi lôi kéo giáo dân để kích động biểu tình chống chính quyền một cách rất là cực đoan. Và liệu rằng những thằng đó là khoác áo đen làm linh mục là nhận là con chúa kia, liệu chúng nó có thể nói ra được những cái lời gì tốt đẹp cho là quê hương, cho đất nước và cho chính quyền? Cũng chẳng có gì lạ khi mà cái bài báo trên lại mời ngay một tên của cái tổ chức Human Rights Watch, một cái tổ chức phi chính phủ chuyên gia núp cái danh là giám sát nhân quyền, nhưng thực chất là một cái tổ chức chuyên đi là chống phá là chế độ của các nước nào mà không vừa mắt là Mỹ và phương Tây. Một cái tổ chức nhưng thường xuyên đưa ra những cái nhận định, những cái lời nói và những cái phát ngôn là can thiệp sâu vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền, có độc lập thì thật là nực cười khi chúng lại có thể rao giảng những vấn đề gọi là tự do, dân chủ, nhân quyền. Liệu ai có thể tin vào cái lời của mấy cái tên là cực đoan chống phá lại chính quyền hơn đất nước và của những kẻ chuyên gia đi là thọc rậy bánh xe phá hoại là sự bình yên của những đất nước khác đấy. Ngày 21 tháng 8, bút danh Ánh Liên đã được lượt dịch bài của Murray và đăng trên trang Việt Nam Thời báo. Cùng ngày, đài BBC tiếng Việt dẫn lại nội dung bài viết của Murray, đồng thời bình luận rằng có thể nhà nước Việt Nam đang chủ động nhằm vào người Công giáo. Vậy người Công giáo ở Việt Nam có đang ở thế đối đầu với chính quyền như Bennett Murray và đài BBC tiếng Việt mô tả hay không? Nếu muốn
Giải đáp câu hỏi này, chúng ta có thể thử một trong ba cách. Một là phỏng vấn một số vị giáo chức có tư cách phát ngôn thay cho toàn bộ giáo hội Công giáo Việt Nam trong một vài nhiệm kỳ khác nhau thay vì chỉ một nhiệm kỳ. Hai là khảo sát một lượng lớn các ghi chép của giáo hội Công giáo Việt Nam về hoạt động những năm gần đây của nhiều giáo phận, giáo xứ. Ba là khảo sát ý kiến của một lượng lớn người Công giáo thuộc độ tuổi, giới tính, vùng miền, tầng lớp, xã hội và quan điểm chính trị khác nhau. Tuy nhiên, Bennett Murray đã không thử ba cách đó. Thay vào đó, ông chỉ phỏng vấn bốn người Công giáo có chung quan điểm là chống chính quyền. Và đương nhiên bốn người này sẽ nói rằng, ở Việt Nam, Công giáo và nhà nước đang đối đầu với nhau, dù sự thật không phải là như thế. Như nãy tôi đã nói, bốn cái tên được phỏng vấn này đều là những tên sặc mùi là chống gì? Chống phá chính quyền. Và cũng là một trong bốn tên này cũng là những tên gây chia rẽ đoàn kết giữa là lương và giáo. Nếu tỉnh táo, chúng ta sẽ thấy linh mục Lê Ngọc Thanh không có cái tư cách để phát ngôn thay cho những người Công giáo khác và thay cho toàn bộ giáo hội Công giáo Việt Nam. Vì vậy, khi ông Thanh trả lời phỏng vấn rằng ở Việt Nam, Công giáo và nhà nước đang đối đầu nhau, ông đã vượt quá quyền hạn của bên ông, ở nhầm của ông, là bên trong giáo hội. Trong khi đó, nhà nước Việt Nam có đang chủ động nhắm vào người Công giáo như là Bennett Murray và đài BBC tiếng Việt là mô tả hay không? Không có chuyện đó. Những người Công giáo như Nguyễn Ngọc Dư Quỳnh, Nguyễn Viết Dũng và Lê Đình Lượng bị kết án vì phạm tội hình sự, chứ không phải vì tôn giáo của họ. Nếu Lê Ngọc Thanh muốn giảm số người Công giáo là lâm vào cảnh tù tội, ông nên khuyên họ tuân thủ pháp luật của Việt Nam, thay vì nhân danh tôn giáo để công kích nhà nước. Và qua nhân đây, tôi cũng có đôi lời nhắn gửi đến cái ông linh mục Lê Ngọc Thanh như thế này. Cái con người của ông, tôi xin thưa, ông chỉ là một cái thuộc cái thể loại mà nếu như ở bên ngoài người ta gọi ông là cái gì biết không? Là một cái thứ lưu manh, cặn bã của xã hội. Tôi được biết thì thường những cái ông mà được gọi là linh mục nha, một số thôi, tới chưa không có gọi là hết. Một số là ông linh mục ở trong là cái giáo hội Công giáo Việt Nam thì tôi được biết người nào cũng là trình độ rất là cao, đại học chứ lên, phó giáo sư, tiến sĩ, là thạc sĩ. Với những cái chuyên ngành như là tâm lý học, rồi giáo sư về các ngành đó là triết học vân vân và vân vân. Nhưng mà tôi cảm thấy thật nực cười cho một số ông trình độ rất là cao. Nhưng mà tôi không biết là mấy ông học quá nó ngu hay là mấy ông là quá ngáo. Khi có những cái phát ngôn phải nói là tôi cảm thấy nó nực cười. Khi mà ngay cả chính cái bản thân của ông Lê Ngọc Thanh á, ông có một kẻ vi phạm là luật pháp thường xuyên nhất, nhưng mà chính quyền chưa vịnh vào ông thì ông vẫn còn to mồm. Và ông dựa vào cái cớ rằng chính quyền quá ưu đãi cho là giáo hội cũng như là người có đạo nói chung, thì ông vinh vào cớ đó để ông làm gì? Là mình làm mẩy, ông chống đối lại chính quyền, ông thách thức chính quyền. Và ông ngày càng thấy chính quyền không có gì, không làm mạnh tay với ông, thì ông ngày càng thể hiện cái bản chất là chống phá điên cuồng của mình một cách cực đoan. Và kèm với đó là còn xúi dục và lôi kéo là cả các con chiên của mình lâm vào cảnh tù tội. Để rồi giờ đây một số con chiên của các ông nó phải lâm vào cái cảnh là gì? Vướng cảnh là vòng lao lý, thì các ông lại gì? Các ông lại là hô hào lên lợi dụng cái vấn đề đó, các ông bảo rằng là chính quyền Việt Nam là sao? Là đàn áp tôn giáo hả? Rồi kỳ thị tôn giáo hả? Nghe sao tôi cảm thấy nực cười quá vậy? Xin lỗi các ông nha. Các ông bảo rằng ở Việt Nam này đàn áp tôn giáo, kỳ thị tôn giáo, không có tự do tôn giáo á, thì các ông chứ khi sủa ra được cái câu đó, hãy nên sủa cho nó thật cái lòng của mình, chứ đừng có nên sủa theo cái kiểu là ẵng vu vơ để kiếm vài ba cái đồng đô la lẻ thì người ta cười cho thú cái mặt. Thời đại bây giờ đó là thời đại gì? Công nghệ kỹ thuật số, thế giới bây giờ nó đã phẳng rồi, chứ không phải là đơn cực như ngày xưa nữa. Mà các ông nói cái gì á, người dân Việt Nam á phải nghe các ông mà tin các ông hay sao? Xin lỗi, người dân bây giờ họ gì? Họ có cái đầu, không? Họ có khôn,
không có ai mà hả có thể là dắt mũi họ được đâu. Những cái lời của mấy ông nói á, họ chỉ cần sạch lên Google để xem là gì. Chính quyền Việt Nam là đàn áp tôn giáo, đúng không? Gõ vô đó để xem thử coi là chính quyền Việt Nam đàn áp tôn giáo hay là tôn giáo đang là gì, đang là chống phá đàn áp ngược lại chính quyền đây. Hàng loạt các vụ biểu tình gây rối trật tự công cộng, chặn quốc lộ, tấn công là lực lượng chức năng, vân vân, xảy ra trên khắp cả nước ở một số những cái giáo phận cực đoan rất nổi tiếng thời gian qua đấy. Cái đó là chính quyền đàn áp tôn giáo đó à, không có tự do tôn giáo đó à. Chính quyền đàn áp tôn giáo mà hả, tôn giáo là dắt gạch đá giáo dân ra là hả, phan như là hả, chính quyền gợt chính quyền là chạy có cờ, phá hoại tài sản của chính quyền. Dân ở Việt Nam nó không có là hả tự do tôn giáo cái cốc khô gì cả. Cho nên là sao, cho nên là hả dân công giáo một số thôi chứ không nói hết, một số là giáo phận là hả công giáo đó lùa con chiên ra là hả, chặn quốc lộ, chặn đường giao thông, không chống lại chính quyền, không lấn chiếm đất công, không rồi là hả biến đất công của nhà nước là thành gì, thành của nhà thờ. Và khi nhà hả, nhà nước mà thu hồi lại thì lập tức nhà thờ ẵm lên là sao, là chính quyền cướp đất của giáo hội đó. Chính quyền là đàn áp tôn giáo, chính quyền không có tự do tôn giáo. Đề nghị là gì, đề nghị là hả bố Mỹ và mấy nước phương Tây là phải can thiệp. Sao nghe vãi quá vậy. Nếu nói gì các người phải học hỏi, không lẽ Việt Nam phải học hỏi theo cái là dân chủ cái tự do của là ở bên là xứ thiên đường bố Mỹ của các người, đúng không? Nhà thờ là polit nó vô á, nó cầm đầu nó gô đầu mấy cái thằng cha xứ linh mục á, nó lôi đi như là con chó vậy đó, rồi sau đó nó ba toan á, nó phang cho là gì phun máu đầu ra, như vậy nó mới có dân chủ phải không? Chứ còn Việt Nam này nó không có dân chủ, nó khổ vậy đó. Cho nên là giáo dân á, tha hồ là gì đi chống chính quyền, đúng không? Đi đập phá tài sản của nhà nước, đúng chưa? Thậm chí là hả đến là hả đập luôn cái trụ sở là của ủy ban nhân dân là huyện luôn mới ghê, lại nhà đe dọa luôn là cán bộ của địa phương đó, nó mới kinh phải không? Như vậy nó mới dân chủ phải không? Chứ còn bây giờ là nó chưa dân chủ. Mà chỉ cần Việt Nam mà dân chủ chút xíu giống như là bên bố Mỹ các người á thì các người bảo là sao, Việt Nam này đàn áp tôn giáo, nó không có dân cái gì dân chủ gì hả, nhân quyền, nghe sao khá mệt quá vậy. Ý các người nói là dân chủ nhân quyền là các người phải đứng trên pháp luật đó phải không, là các người muốn làm gì là các người làm đó phải không, là pháp luật không có được động vô các người đó phải không, động vô các người là chống cái gì đó, đàn áp tôn giáo không tự do tôn giáo đó phải không. Vì vậy mà hiện nay cái chiêu bài dùng tôn giáo để chống phá chính quyền của các người, người dân họ thuộc nằm lòng đó nha, chứ không phải là họ không biết, hiểu chưa? Mấy cái chiêu bài đó các người chỉ hô hào gào gú để ẵn cho mấy con chó mắt xanh mũi lõ, không để tụi nó xem, để tụi nó ẵn, để tụi nó tìm cách làm sao cấm vận bao quay đất nước này, rồi là nó can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước Việt Nam nè, rồi sau đó là sao, sau đó nó biến đất nước Việt Nam này giống như thằng Ukraine vậy đó, giống như thằng Syria, Iraq, Libya vậy đó, đó dân chủ tự do đó. À, bơm gơ đạn lạc như vậy mới dân chủ á, đúng không? Như vậy mới thích hợp với chúng mày đâu phải vậy không? Để chúng mày mua đồ là của lũ chúng mày, là chúng mày muốn lập lại cái nhà nước là hả công giáo Cato Roma Vatican như vậy, đúng không? Cái nhà nước chúa đó. Mà hiện nay có một số giáo phận những tên là hả chủ chăn cầm đầu cực đoan đó đang có dự định đó đó đấy, muốn gào làng đó là hả cô lập với thế giới bên ngoài thành khu tự trị hả. Các người chưa có đủ cái trình đó, hiểu chưa? Cũng lại một câu nói để kết thúc cho cái bài viết đó, đó. À, nếu như mà chính quyền cân sự Việt Nam này phải không, mà dễ là vàng bị đánh đổ như vậy á, thì ngày xưa thằng bố Mỹ, thằng cha Mỹ của chúng mày á, hiểu không, không phải đổ hơn nửa triệu là hết sinh mạng là binh lính của họ trên cái đất nước Việt Nam này nè, đúng chưa? Và không phải tốn hàng tỷ đô á, hàng trăm tỷ đô để nuôi một cái thứ báo cô ăn hại ba sọc. Cái ngày hôm nay chúng nó gì phải đưa lưu vong ở bên đó là Cali, chúng nó sủa ẵn bên đó đòi lật đổ chế độ này. Kết thúc một phần bài viết. Chương một là dân chủ ngày hôm nay tiếp tục điểm tin là hả dân chủ. Thì trong thời gian qua, những ngày vừa qua trong tuần thì các cái là hả
Facebooker của các đối tượng là phản động ở trong nước cũng như ở nước ngoài đang tập trung kêu gọi là tổng biểu tình là bạo loạn. Thì cùng với đó là việc cơ quan chức năng là vừa triệt phá và bắt giữ một số là các đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân mang nhiều vũ khí, tài liệu, vật liệu nổ và tờ rơi tuyên truyền nhằm là mục đích là chống phá chính quyền trong các ngày lễ là quan trọng của đất nước 2 tháng 9 sắp tới.